Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đe dọa lật đổ Cộng sản Việt Nam nếu theo Mỹ. Ngay sau khi Việt Nam vào hôm 26 tháng 8 năm 2020 lên tiếng phản đối Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự tại Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, nơi hai nước có tranh chấp chủ quyền. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc có bài viết vào hôm 27 tháng 8 cảnh báo rằng Việt Nam sẽ gánh chịu những hậu quả về ý thức hệ nếu tiếp tục dùng địa chính trị giao thiệp với Mỹ để giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Bài xã luận có đoạn viết như sau: nếu Việt Nam tiếp tục sử dụng đòn bẩy địa chính trị để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng cách gia tăng giao thiệp với Mỹ, chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả về ý thức hệ. Đây là hình ảnh chụp bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm 27 tháng 8 đe dọa sự tồn vong của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam nếu tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Theo tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tình hình trong nước và những thay đổi chiến thuật của Hoa Kỳ có thể có tác động đến sự ổn định của hệ thống chính trị tại Việt Nam. Mỹ hy vọng sẽ giật dây ở Việt Nam để khuấy động khu vực ngoại vi của Trung Quốc, nhưng chiến thuật này cho thấy quan điểm của Washington không phù hợp với hệ thống chính trị của Hà Nội. Bài báo cũng cho rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gián tiếp khiến tạo điều kiện cho các thế lực chống Đảng Cộng sản Việt Nam và như vậy làm tăng thêm khó khăn cho đất nước đang trong việc duy trì ổn định chính trị lâu dài, nhất là khi chủ nghĩa dân tộc của người Việt Nam chú tâm vào các tranh chấp trên Biển Đông và nhằm vào Trung Quốc, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hệ tư tưởng của Việt Nam. Nhất là khi nếu các nhóm đối lập được tiếp thêm năng lượng, Hà Nội chắc chắn không thể trông cậy vào việc Washington giúp bảo vệ hệ thống của mình. Và bài xã luận của Hoàn Cầu Thời báo đã đưa ra giải pháp như sau: Trung Quốc và Việt Nam nên giảm bớt căng thẳng hàng hải thông qua các con đường ngoại giao và ngăn chặn các vấn đề gây ra những thay đổi chính trị trong nội bộ hai nước. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam và Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham quan cột mốc 1369 tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 8 năm 2020 nhân lễ kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Biên giới Đất liền và 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền với Việt Nam và Trung Quốc. Quan điểm của tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn giống với đề xuất của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hối thúc Hà Nội đàm phán tranh chấp trên Biển Đông dựa theo mô hình các hiệp định biên giới đã đạt được trong quá khứ nhân cuộc gặp với đồng nhiệm Việt Nam vào ngày 23 tháng 8 năm 2020 để kỷ niệm 20 năm ngày ký kết Hiệp ước Đường Biên Giới và 10 năm thực hiện cắm mốc đường biên. Trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị tuyên bố như sau: chúng ta nên dựa trên thực tiễn thành công trong việc giải quyết các vấn đề biên giới trên đất liền để sớm giải quyết các tranh chấp trên biển. Hai nước có đủ khả năng và trí tuệ để tiếp tục các cuộc đàm phán về các vấn đề lãnh hải. Ông Vương Nghị cũng cho rằng cả hai nước nên tập trung vào các nhu cầu hợp tác lâu dài giữa hai nước và tích cực khởi động các cuộc đối thoại để tìm một phương thức cơ bản và bền vững nhằm duy trì sự ổn định trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Singapore đã nói với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông, những tranh chấp liên quan đến những vùng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông phức tạp hơn nhiều so với những hiệp ước biên giới trên bộ được ông Vương đề cập đến. Vẫn theo Ngoại trưởng Trung Quốc, hai nước nên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kinh tế biên giới và ngành du lịch, cũng như thực thi các kế hoạch trong khuôn khổ dự án Một Vành Đai, Một Con Đường. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng, và đặc biệt là trên Biển Đông, khi giữa tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ đột nhiên có tuyên bố cứng rắn rằng những đòi hỏi của Trung Quốc trên Biển Đông là bất hợp pháp. Trung Quốc đang liên tục ve vãn Việt Nam, quốc gia tuy có cùng ý thức hệ cộng sản nhưng lại có nhiều tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là hình ảnh chụp bài báo với tựa đề Mỹ và Việt Nam thân nhau cỡ nào trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc vào hôm 16 tháng 7, cảnh báo Việt Nam sẽ trắng tay nếu đu dây Mỹ và tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Trung Quốc dường như đang tiến hành một cuộc tấn công ve vãn để giành lại các đối tác trong khu vực, hay chỉ ít cũng để ngăn ngừa những nước này ngả theo Mỹ chống Trung Quốc. Ông tiếp tục phân tích như sau: Việt Nam là một mục tiêu quan trọng trong nỗ lực này của Trung Quốc. Do vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam, việc nhắc nhở Hà Nội một sự hợp tác đối tác đôi bên cùng có lợi, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế là một thủ thuật thích hợp và có sức mạnh khi lưu ý rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và
và là nguồn nhập khẩu hàng Việt Nam nhiều nhất. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng tờ Thời báo Hoàn cầu như một công cụ đắc lực tuyên truyền những lợi ích đặc biệt với mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, cũng như liên tục cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng cho Việt Nam, đặc biệt là sự tồn vong của chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Hoa Kỳ. Vào tháng trước, ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu, viết bài và nói rằng chúng tôi sẽ phản đối việc sử dụng quan hệ Việt Nam và Mỹ để chống Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Cũng trong tháng 7 năm 2020, Thời báo Hoàn cầu đã từng đưa ra cảnh báo rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu đu dây theo Mỹ và tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Bài báo này viết như sau: nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng trong khu vực hoặc phá vỡ sự cân bằng giữa Trung Quốc và Việt Nam và Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn. Tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn những gì nước này có được. Trên thực tế, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ những năm qua đã có những tiến triển đáng kể, chủ yếu là do phù hợp về những lợi ích chiến lược giữa Hà Nội và Washington, nhất là về tình hình trên Biển Đông. Đây là hình ảnh lễ ra mắt biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ 1995-2020, diễn ra ngay chiều ngày 18 tháng 12 năm 2019 tại Nhà khách Chính phủ. Đây là sự kiện mở màn cho các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhà nghiên cứu Hoàng Hồng Hiệp nhận định tiếp như sau: xét cho cùng, hợp tác với Hoa Kỳ có lợi cho cả an ninh quốc gia và chế độ ở Hà Nội. Đó là vì nếu Trung Quốc tiếp tục có những hành động gây hấn với Việt Nam tại Biển Đông, việc thắt chặt quan hệ với Mỹ có thể đưa Việt Nam vào một vị thế tốt hơn để chống lại sức ép từ Trung Quốc. Nhà hoạt động Trần Bang cũng có cùng quan điểm trên khi chia sẻ quan điểm: xét trong hai mối quan hệ thì quan hệ với Mỹ phải được ưu tiên. Tôi nghĩ rằng nâng cấp quan hệ ngoại giao, chính trị, quân sự với Mỹ là điều tốt cho Việt Nam. Trong một cuộc trời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu tại Singapore nói rằng trong 25 năm giao bang, quan điểm của Washington về ý thức hệ của Hà Nội khá nhẹ nhàng và hai bên cam kết tôn trọng đường lối chính trị của nhau. Trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ không có cạnh tranh chiến lược. Việt Nam là nước nhỏ, không phải là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ như là Trung Quốc. Và cách cư xử của Mỹ, như họ đã nói, từ khi bình thường hóa vào năm 1995 đến nay là họ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam và từ đó hàn gắn những vết thương chiến tranh và tiếp tục phát triển càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, giới quan sát cũng nhận định, kể từ khi sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi chính quyền Trung Quốc là chỗ dựa chính trị và kinh tế cho sự tồn vong của chế độ mình. Đây là hình ảnh lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng dự hội nghị Thành Đô vào năm 1990. Dấu mốc của sự thay đổi đường lối hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là hội nghị Thành Đô. Cuộc hội nghị thượng đỉnh Việt Nam và Trung Quốc diễn ra trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên, Trung Quốc, giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Theo thông tin ngoại giao, cuộc họp này nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và hai đảng, nhưng cho đến nay, nội dung và các thỏa thuận trong cuộc họp đôi bên vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, kể từ khi hội nghị Thành Đô, Việt Nam đã tiến hành một loạt các thay đổi trong đối nội và đối ngoại, không chỉ giữa Việt Nam với Trung Quốc mà còn giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước ASEAN. Sau hội nghị, Việt Nam rút quân ra khỏi Campuchia và Campuchia dần xa rời Việt Nam để ngả về Trung Quốc. Cũng từ đó, Trung Quốc cũng rút quân ra khỏi một số khu vực tại biên giới hai nước. Các xung đột quân sự ở biên giới Việt Nam và Trung Quốc cũng chấm dứt. Còn quan hệ ngoại thương giữa hai nước kể từ đầu thập niên 1990 chứng kiến bước phát triển vượt bậc. Trung Quốc luôn là khách hàng ngoại thương số 1 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác số 1 của Trung Quốc tại vùng Đông Nam Á. Một điểm đáng lưu ý là chính quyền Việt Nam kể từ sau hội nghị Thành Đô hầu như không nhắc đến chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc 1979 nữa. Hội nghị Thành Đô cũng có tác động đến việc soạn lại hiến pháp của Việt Nam. Lời nói đầu của hiến pháp vào năm 1980 đích danh lên án bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc xâm lược. Nhưng hiến pháp vào năm 1992 đã loại bỏ những câu từ mang tính chống Trung Quốc trong văn bản pháp lý của nhà nước. Và hậu quả của hội nghị Thành Đô để lại cho Việt Nam nghiêm trọng đến mức vào ngày 2 tháng 9 năm 2014, 20 cựu sĩ quan, tướng lĩnh quân đội và công an gửi kiến nghị lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu công bố những ký kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc mà đến nay vẫn là bí mật, bởi họ cho rằng những cam kết đó tổn hại đến chủ quyền đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay,
Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc đe dọa lật đổ Cộng sản Việt Nam nếu theo Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.